tôi gửi lời chào đón đến khán giả theo dõi truyền hình. Đây là ghế không tựa. Một không khí rất tuyệt vời với sự tham gia của rất nhiều khán giả tại trường quay ở ghế không tựa. Và bây giờ thì Công Tố sẽ chia sẻ với mọi người về câu chuyện con nhà người ta. Hồi nhỏ thì bố mẹ tôi vẫn nói là con phải được như con nhà bà này, con nhà ông kia, thế này thế kia. Con nhà người ta phải đạt được tiêu chuẩn gì? Đầu tiên là phải học rất là giỏi. Bạn ấy hàng ngày được 10 điểm, còn tôi đi học chỉ được 5 đến 7 điểm mà thôi. Con nhà người ta phải đẹp trai. Ô kìa, bố mẹ sinh con ra thì chỉ được như thế thôi cơ mà. Rồi con nhà người ta là phải năng động, phải tham gia các hoạt động, phải được rất nhiều giải thưởng. Lớn lên tôi mới biết tôi chính là con nhà người ta. Nhầm, không phải. Lớn lên tôi mới biết rằng là thực sự là có con nhà người ta thật. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người con nhà người ta. Học giỏi, đẹp trai, nhà có điều kiện, nhiều người yêu mến và rất nhiều năng khiếu và tài năng khác nhau. Xin giới thiệu nhà sản xuất Aiden. Xin chào các bạn, mình là Aiden đến từ ST319. Và xin chào Aiden, xin chào con nhà người ta. Thực ra là hơi quá, tại vì thực ra Aiden cảm thấy thì mình cũng chỉ như các bạn trẻ khác thôi và đang cố gắng hoàn thiện bản thân hàng ngày. Vâng, chúng tôi sẽ cùng với khán giả trò chuyện với ngày hôm nay với tư cách là một nhà sản xuất hay là với tư cách là một vũ công. Aiden đang biết đến với tư cách là một nhà sản xuất. Vâng. Cũng đã lâu lắm rồi là Aiden không đặt chân lên và thể hiện vai trò của mình là một vũ công. Vâng. Mà thế bao giờ các bạn khán giả theo dõi truyền hình và khán giả ở đây thấy Aiden bạn ấy hát chưa? Mình hát sáng lắm, mình không có khả năng thiếu về hát. Thế thì rõ ràng là trong chương trình ngày hôm nay để tạo ra màu sắc riêng thì chúng tôi sẽ cùng với khán giả nghe giọng hát của bạn ấy. Và chúng tôi xin lưu ý với khán giả theo dõi truyền hình là bạn ấy chỉ hát một đoạn ngắn thôi, cho nên đừng tắt TV hoặc là chuyển kênh. Và bạn có sẵn sàng hát cho chúng tôi nghe trong chương trình này không ạ? Thực ra thì Aiden chưa bao giờ hát ở trên sóng truyền hình, nhưng mà đây có lẽ một cơ hội để có thể thể hiện một cái không năng khiếu của mình trên sóng truyền hình. Ô thế là hát thật à? Hỏi chơi thế thôi mà hát thật à? Mà khổ thân khán giả của tôi rồi. Vừa hát vừa nhảy và vừa làm phép toán mà tôi sẽ đưa ra. Ôi. Và thử thách sẽ là bài hát do bạn lựa chọn. Bạn muốn hát bài gì tặng tất cả mọi người ạ? Aiden luôn luôn yêu mến những giọng ca mà Aiden đã từng làm việc và những sản phẩm mà Aiden đã từng sản xuất. Chính vì thế nên là hôm nay Aiden muốn gửi tặng các bạn một phiên bản không hay cho lắm của ca khúc Yêu. Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem bạn ấy đi vào chiếc ghế do chính mình lựa chọn. Ngày hôm nay bạn muốn ngồi trên ghế nào trước? Ghế có tựa ở phía đằng này hay ghế không tựa ở phía gần bạn hơn? Aiden muốn chọn ghế có tựa. Năm cộng năm bằng mấy? 10. 7 × 6 bao nhiêu? Nhau trong tay đi dưới con đường là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn. 7 × 3 bằng mấy? 21. 7 × 7 bao nhiêu nhỉ? Cùng phút giây tuyệt vời buồn chỉ yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền. 30 + 12 = 25 bằng bao nhiêu? 55. Ôi là có vẻ ồ nữa cơ. Đồng đàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời. Nguyện thề luôn bên nhau mãi. 100 + 12 bằng bao nhiêu? 102. Vâng, rất là xuất sắc. Tôi đếm rõ ràng là 3 giây thì mới ra kết quả 102. Cảm ơn bạn, người ta vẫn nói vui với nhau là có những chuyên toán trường nhạc. Tôi nghĩ bạn là cực kỳ là chuyên sâu ngành toán ở trường nhạc luôn. Cảm ơn và mời bạn ngồi xuống chiếc ghế của mình. Tôi chào đón khán giả đang quay trở lại với ghế không tựa và khách mời ngày hôm nay. Tên thật của bạn là gì ạ? Tên thật của mình là Nguyễn Duy Đức. Vâng, Công Tố xin giới thiệu lại một lần nữa một cách rất là trân trọng Nguyễn Duy Đức đã đến với ghế không tựa. Xin chào tất cả các bạn khán giả. Tại sao mình phải có nghệ danh là Aiden ạ? Tại vì thực ra là khi mà chọn nghệ danh Aiden thì lúc đấy là ST319 đang khá nổi với phong trào cover K-pop. Và hầu như là 60-70% lượng khán giả của bọn mình đều là những fan đến từ nước ngoài. Chính vì vậy nên là Aiden cũng như các thành viên ở trong ST319 đã cùng lựa chọn một cái tên tiếng Anh để cho các fan có thể dễ gọi hơn. Vâng, để tìm hiểu rõ hơn về điều này thì chúng tôi sẽ cùng với khán giả đến với một món quà dành tặng riêng cho Aiden. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mang món quà đấy lên đây để tặng cho bạn nhé. Xin mời ạ.
Cảm ơn bạn. Chúng tôi có một đĩa thịt gà ở đây. Và bạn có thích không ạ? Thực ra thì Aiden rất là thích ăn thịt gà. Biết cái sở thích ăn thịt gà của bạn cho nên ngày hôm nay chúng tôi có chuẩn bị một chút gà rán ở đây để cho bạn ăn luôn bây giờ. Ôi thật á? Đúng không ạ? Nhưng mà tại sao ăn thịt gà lại là một thử thách của chương trình? Có lẽ là gà này sẽ là có một cái vị gì đấy mà Aiden không thể ăn được. Vị gì Aiden không ăn được? Aiden không ăn được cay. Tôi sẽ mời một bạn khán giả mang ớt lên đây giúp tớ ạ. Chết rồi. Rồi, vì đây là thử thách mà, cho nên là chúng tôi sẽ mời Aiden ăn gà và vừa ăn gà và vừa trả lời câu hỏi của chúng tôi. Trong vòng 2 giây phải đưa ra câu trả lời. Nếu như trong vòng 2 giây không trả lời được thì bạn sẽ ăn một miếng gà. Okay. Và nếu trả lời được, tôi sẽ là người ăn tương ớt không cần ăn gà. ST319 thành lập vào mùa nào? Một, mùa đông. Hai. Ai thắng ạ? Rõ ràng. Ôi tôi thật là hối hận khi một fan của Aiden đến đây. 1,5 giây chứ không phải là 2 giây. Vâng ạ, thế thì tôi sẽ ăn một miếng. Và... ok các bạn ơi, một tràng vỗ tay cho công tố. Tôi nói cho bạn biết, ớt này không phải là ớt bình thường. Không phải là tương ớt đâu, mà là ớt này là ớt tươi xay ra. À, tên đầy đủ của tôi là gì? Một, Nguyễn Công Tố. Hai. Còn đúng không? Vâng. Còn đúng là tên bạn là Nguyễn Công Tố không? Thường là mọi người hay gọi tôi là Công Tố nên là mọi người không biết họ tôi cũng là điều dễ hiểu. Xin thưa với bạn, tên đầy đủ của tôi là Phạm Công Tố. Vâng, vì cái tội nhận lời tham gia chương trình mà lại không tìm hiểu kỹ lưỡng về chương trình, cho nên là chúng tôi sẽ khuyến mại cho bạn một miếng thịt gà với một chút xíu. Đây không phải là chút xíu mà đây là đang nhúng quá nhiều. À thế à, với tôi như này chỉ là một chút xíu thôi đấy. Nào. Há mồm to đó. Ok. Ok. Tiếp theo nhá. Cân nặng của mẹ bạn là bao nhiêu kg? 1 61 2. Chắc chắn không ạ? Vâng, ngày hôm nay tôi cũng có đến nhà để cân cô. Thật không? Vâng. Và tôi không biết là vì bạn nhớ nhầm hay là vì cân của nhà bạn nó thay đổi. Xin thưa với bạn, bây giờ cân nặng của mẹ bạn là 59 kg. Thôi chết rồi, lại phải ăn gà. Là nặng phải ăn mà. Vâng. Câu tiếp theo chứ đúng không ạ? Vâng, câu cuối cùng ạ. Câu cuối cùng như sau. Các bạn khán giả cho bạn ấy một chút cổ vũ đi, rồi tôi tin chắc là câu này chắc chắn là sai rồi. Facebook hiện tại của bạn có bao nhiêu người follow? 1 2. Giờ rồi còn đâu nữa? Hơn 130.000 thì phải. 100 chính xác là bao nhiêu? 133.000 bao nhiêu đấy? 135.021 người follow là con số chính xác. Còn xin chúc mừng cho bạn ăn ớt tiếp. Thôi sao cái miếng này to thế? Thế thì chấm nhiều ớt lên thì miếng gà sẽ... Ok. Câu hỏi cuối cùng. Tôi nhìn thấy bạn ấy ăn ớt thôi, tôi cũng cảm thấy rất là sợ. Và khi mà một cái minh chứng khoa học người ta đã chứng minh dựa vào một số người, trong đó có Aiden, thì khi mà người ta ăn ớt thì người ta nhăn mặt như khỉ. Bây giờ chúng ta đang ngồi trên cái ghế thành công, là ghế có tựa và đồng thời là ghế nói về những điểm tựa trong cuộc sống. Bạn có yêu tất cả những gì mà mình làm mỗi ngày không ạ? Mỗi một ngày Aiden thức dậy thì Aiden đều làm rất là nhiều công việc. Có cả những công việc mà mình không thực sự thích, nhưng vì trách nhiệm mình vẫn phải làm. Và có những công việc là mình rất yêu thích. Những việc mà mình vì trách nhiệm mà buộc phải làm nhưng không yêu thích là gì ạ? Có thể nói là một công việc cũng không hẳn là không yêu thích, mà nó có vẻ như là không được phù hợp lắm với mình. Đó là một công việc ở văn phòng. Ra trong cuộc sống của mình thì có rất là nhiều trách nhiệm. Đầu tiên là trách nhiệm với gia đình. Tại vì khi mà mình có được một cuộc sống như thế này thì mình cũng đã được bố mẹ tạo cho rất là nhiều điều kiện. Và mình nghĩ là cái công việc mà mình đang làm hiện giờ thì nó khá nặng về phần trách nhiệm, nhưng mà nó lại khá là tốt cho tương lai của mình. Cho nên là mình cũng vẫn vui vẻ về cái công việc này. Đó là gì cụ thể ạ? Đó là mình đi làm cán bộ.
Và chúng ta đang nói về những điểm tựa trong cuộc sống. Và điểm tựa vững chắc nhất của Aiden trong cuộc sống là gì khi bạn đang ngồi trên ghế có tựa của chúng tôi? Mình nghĩ là mẹ. Và người phụ nữ 59 đến 61 cân đấy. Tại sao mẹ lại là điểm tựa vững chắc? Tại vì thực ra mình có một cái tình cảm rất là lớn đối với mẹ. Mình có được ngày hôm nay thì cũng hoàn toàn là do mẹ đã chỉ bảo cho mình, dạy bảo cho mình rất là nhiều. Mẹ bạn ở gia đình là một tuyết phụ nữ như thế nào ạ? Mẹ mình là một người rất là quyết đoán, hơi nóng tính một chút. Thế nhưng mà lại là một người rất là tình cảm. Mẹ mình rất là tâm lý. Mẹ là một người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời này. Và bây giờ thì trong ghế công tựa chúng tôi luôn luôn có một phút nói thật. Là một khoảng không gian chỉ có một mình bạn thôi. Tất cả chúng tôi sẽ chìm vào trong bóng tối. Và bây giờ phút nói thật bắt đầu. Con chào mẹ. Có rất là nhiều điều con muốn nói. Tại vì xin lỗi mọi người. Cuộc sống thì có rất là nhiều khó khăn mà hàng ngày thì mình có rất là nhiều áp lực trong cuộc sống mà. Nhưng mà vì mẹ thì mình sẽ làm được. Mình chỉ mong là lúc nào mẹ sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và tự hào về mình. Chúng tôi cũng tin vào điều đó. Và có lẽ là như thế đã đủ rồi. Và chúng tôi muốn ánh sáng hãy sáng lên để chúng tôi sẽ chan hòa tình cảm này cùng với bạn. Cảm ơn bạn đã cùng với chúng tôi chia sẻ điều này. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao lại có thể xúc động đến thế khi mà lại tâm sự với mẹ mình trên sóng truyền hình. Hàng ngày thì mình phải làm rất là nhiều việc. Mình đi làm. Sau đó thì buổi trưa thì mình về thì mình có thể gặp người này người kia để chuẩn bị cho những cái công việc liên quan đến nghệ thuật. Sau đó thì 1:30 chiều mình lại quay lại văn phòng. Đến 5:00 thì mình lại tiếp tục thực hiện những công việc mà mình yêu thích. Trở lại phòng tập và đến công ty để có thể gặp gỡ những thực tập sinh và chỉ bảo cho họ những điều mà mình mong muốn và có thể là lo lắng cho những cái công việc mà mình đang thực hiện. Đặt chân về đến nhà thì việc đầu tiên là mình sẽ mở máy tính ra và làm việc với mail. Mình đi ngủ vào khoảng 2:30. Và sáng ngày hôm sau thì 7:00 mình lại tỉnh dậy. Và thực ra là có nhiều lúc mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Nhưng mà mình nghĩ là tuổi trẻ thì phải cố gắng làm được nhiều điều. Và mình tin là những điều mình làm sau này mình sẽ nhận được những kết quả rất là tốt. Và trong suốt cái quãng thời gian mà bạn kể một cái lịch trình một ngày của mình thì rõ ràng chưa thấy lúc nào mà bạn có thể gặp được mẹ của mình cả. Đúng. Những lúc mà mình đi diễn tỉnh cùng nhóm hay về muộn thì mẹ rất hay nhắn tin. Mẹ thì thường không mắng mình mà chỉ trách rất là nhẹ nhàng. Đối với mình thì những cái đấy thì còn là mình cảm thấy rất là chạnh lòng. Và mình nghĩ là phải cố gắng thành công và sau này có thể là nhiều thời gian cho mẹ. Cảm ơn bạn. Cuối cùng thì chúng tôi cũng thấy nụ cười của bạn rồi. Chúng tôi chào đón khán giả đã quay trở lại cùng với ghế không tựa. Và bây giờ chúng ta nói về cái chặng đường khởi đầu. Chặng đường khởi đầu thì thường là người ta không có ai bên cạnh thì chúng tôi gọi đó là không tựa. Nhưng mà với bạn thì sao, chặng đường khởi đầu thì bạn có tựa hay là không có tựa? Cuộc sống của mình thì 70% là liên quan đến ST319. Và thời gian đầu tiên thì khoảng nửa năm đầu thì mình gần như là cặm cụi một mình. Nhưng mà về sau thì mình đã có các đồng đội và những người đã luôn ở bên giúp đỡ mình. ST319 thì là điều gì với cả Aiden trong cái quãng thời gian đầu tiên? ST319 lúc đầu chỉ đơn giản là một cái tên của mình và một người bạn. Một người bạn gái và hai người cùng nhau thuê một cái phòng tập để có thể thỏa sức cover lại những cái điệu nhảy mà mình yêu thích. Khi nào bạn có một cái nung nấu và chuyển hướng trở thành một cái nhà sản xuất trong công việc của mình? Khi mà mình bắt đầu giúp đỡ Min, lúc đó thì ST319 có được mời casting cho K-pop Star Hunt.
tại Việt Nam. Và khi mà Min tham gia và Min đã được vào đến vòng chung kết, lúc đấy thì mình và Min chơi rất thân với nhau, với một cái mong muốn lúc đầu là chỉ giúp đỡ một cô gái đến gần hơn với giấc mơ của mình. Thì mình càng ngày càng nhận ra là mình rất là yêu thích làm sản xuất và những công việc liên quan đến âm nhạc. Gia đình bạn thì xuất phát điểm là những người làm kinh doanh và bạn đi theo con đường nghệ thuật. Bạn có nhận sự phản đối từ phía gia đình hay những người thân xung quanh không ạ? Thời gian đầu thì khi mà mình theo đuổi nghệ thuật thì bố mẹ mình khá là phản đối và rất là căng thẳng. Bố mẹ đều nghĩ là theo nghệ thuật thì nó sẽ không có tương lai. Và mình đã có một khoảng thời gian rất là khó khăn để có thể đấu tranh với gia đình. Nhưng mà tuy nhiên thì không có gì có thể trả lời được bằng sự thành công của bản thân. Thế bố mẹ có bao giờ bảo với bạn là bây giờ bố mẹ có việc này này, đi theo con đường này này, đặt con vào đấy, con cứ ở nguyên vị trí đấy và cứ đi theo con tàu bố mẹ chỉ định không ạ? Có chứ. Và ngay từ ngày bé, bố mẹ mình đã đặt mình vào cái con tàu đấy. Và thực ra mình rất là hiểu vấn đề và mình nghĩ là để mà bây giờ cho mình lựa chọn lại thì mình vẫn đi theo con đường như thế, bởi vì là đối với mỗi một quãng thời gian, mỗi một cái mấu chốt của cuộc đời thì nó đều dạy cho mình những bài học mà mình cần thiết trong cuộc sống. Các khán giả thân mến, nếu mà ai biết đến chàng trai này với vai trò là một người thủ lĩnh thì sẽ rất có nhiều cảm xúc và được bạn truyền nhiều cảm hứng. Thật là tự hào khi là một người cũng theo dõi những hoạt động của ST319 thì thấy là điều được nhất của chính bạn và những thành viên trong ST319 đó chính là bạn nói trước xong rồi tôi nói sau ạ. Mình nghĩ là sự đoàn kết. Vâng, tôi nghĩ đó chính là sự tiên phong. Đó là điều được nhất mà tôi ghi nhận cùng với những khán giả. Tôi chỉ thấy ở đó tạo ra một cái làn sóng rất là mạnh mẽ. Bên cạnh nhóm nhảy của bạn còn có rất nhiều những cuộc thi khác, nhiều thần tượng khác đến từ Hàn Quốc họ đến Việt Nam và tạo nên một cái cơn sốt. Bên cạnh cơn sốt thì tạo nên việc truyền cảm hứng và sau đó là niềm yêu thích thực sự và lâu dài với những bạn trẻ. Và bạn cũng như là những thành viên trong ST319 thì cái hơi hướng Hàn Quốc của các bạn trong âm nhạc, trong việc nhảy thì nó rõ ràng, đúng không ạ? Nhiều người nói rằng là bạn đang mang xu hướng Hàn Quốc vào Việt Nam và họ cho đó là điều tiêu cực. Bạn thì thấy sao ạ? Trong thời điểm ban đầu khi bọn tôi cover K-pop thì mình đồng ý. Bởi vì đó chỉ là một cái đam mê, nhưng mà cho đến bây giờ thì nó đã là những sản phẩm âm nhạc, những sản phẩm nghệ thuật. Và mình tin là những sản phẩm âm nhạc mà bọn mình làm ra thì cũng đã một phần nào đấy chạm đến trái tim của những người nghe nhạc Việt Nam. Và mình nghĩ là khi mà chạm được đến trái tim của họ thì nó phải có một cái gì đấy rất là Việt Nam. Cũng có lúc mà bạn đã tuyên bố là bạn muốn thay đổi nền giải trí Việt Nam. Mình coi đấy là một lần vạ miệng, nhưng mà nó cũng là một cái trách nhiệm với lời nói của mình và là một cái mục tiêu mà mình hướng tới. Vì đã chóp nói rồi thì phải có trách nhiệm với câu nói của mình thôi. Tất cả chúng ta đều hy vọng là điều đó sẽ trở thành hiện thực và bạn sẽ tiếp tục là một nhà tiên phong tiếp theo. Và một tiên phong nhỏ trong giai đoạn sắp tới của bạn, bạn muốn tiên phong về điều gì ạ? Mình muốn tiên phong là mình muốn tạo ra một thế hệ nghệ sĩ mà họ có thể đa di năng, họ có thể tự sáng tác ra những sản phẩm âm nhạc của bản thân, mang những tính cá nhân vào trong những sản phẩm âm nhạc. Vâng, đây có phải một lần vạ miệng tiếp theo không? Không, đây là một điều mà mọi người sẽ thấy trong tương lai. Và chúng tôi tin vào điều đó. Chào đón khán giả quay trở lại với cái không tựa và đây là chặng hành trình của Eden. Trong những ô này sẽ có một vài ô gãy nhịp vì đây là cây cầu gãy nhịp mà. Các khán giả thân mến, chúng ta sẽ có một đoạn nhạc trên chặng đường này và chặng đường bắt đầu. Thực ra là bạn sợ nhất điều gì trong cuộc sống? Những điều mà mình không làm được. Những điều không làm được hả? Thế nếu mà bạn ngất ra đây thì điều đầu tiên, người đầu tiên bạn muốn người đó đến và bế bạn đi là ai? Một người không có mặt ở đây. Đó là ai ạ? Một người bạn của mình. Tên là gì ạ? Thời gian không được bỏ qua. Còn thế thì thụt chân xuống đây thì chết à? Làm sao mà chết được? Ui, bạn yên tâm đi, có một điều... Khán giả đó thôi ạ. Có một điều tôi đảm bảo đó là tính mạng của bạn. Sắt. Chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào để có thể thử thách nhân vật này và ép bạn ấy chơi đúng luật. Đây là người ăn gian nhất từ trước đến giờ. Mình không ăn gian. Mình không ăn gian bởi vì là mình đều dẫm chân qua tất cả các ô mà. Tôi sợ bạn quá. Tự tin lắm. Vâng, xin mời bạn đứng thẳng lên đây để giúp tôi. Tôi hỏi bạn này, thứ nhất là trong cuộc sống và trong công việc thì bạn thường như thế này ạ?
cũng có thể. Theo bạn là những cái hành động vừa rồi của bạn thì được đánh giá như thế nào ạ? Mình có nghĩa là cẩn trọng. Trời ơi, bạn dùng từ cẩn trọng, cảm ơn bạn. Sử dụng từ rất đắt. Và tôi nghĩ là từ ăn gian là từ dân dã nhất. Và thêm vào đó là sự nhát gan nữa. Xin lỗi bạn vì đã thẳng thắn. Không vấn đề gì. Hãy nhìn thẳng về phía trước và đây là động tác chiến thắng của Aiden. Xin mời. Chào đón khán giả quay trở lại. Và bây giờ hãy xem bạn vừa sụt chân ở ô số 4 và ô số 7. Tại sao lại là một số 4 và số 7, bạn có biết không ạ? Mình không biết. Số 4 thì liên quan đến câu chuyện về tính cách của bạn. Mình thấy mọi người hay có cái khái niệm mà tính cách 4D à? Mình chưa hiểu 4D là gì. Và không hỏi mọi người luôn. Mình thấy nó cũng không quá quan trọng nên mình bỏ qua. À thế à? Chứ thì chúng ta có thể tự nói với nhau hoặc tự nghĩ ra với nhau những từ tính cách liên quan đến chữ D và bắt đầu bằng chữ D. Ví dụ như là điên. Có. Có. Mình khá điên. Điệu. Có điệu. Có điệu. Độc. Không hẳn. Dớ dần. Có. Có à. Duyên. Cái này hỏi khán giả. Có duyên. Dí dỏm. Có, cái này có. Giặt dẹo. Có. Vâng, vừa rồi tôi dí dỏm thôi, không có ý gì. Giống như cái dáng đi của bạn trên cây gầu gãy nhịp này, tôi tặng thêm cho bạn một chữ D nữa. Đấy là dập dòm. Dập dòm, chính xác ạ. Cảm ơn bạn đã nói ra giúp tôi. Đấy chỉ là nói vui thôi, còn bây giờ mới là nói thật ạ. Cây cầu này sẽ nói lên những nét tính cách của người nó cho sụt chân ở hai ô số vừa rồi. Cây cầu này nói rằng là bạn là người có nhiều tham vọng, cương quyết và khá lạnh lùng, cũng như là hay u sầu. Cũng có thể. Cũng có thể, tức là chưa... Thực ra là làm. Đúng. Tức là như thế nào? Tại vì thực ra là mình không muốn nhận cái phần u sầu, nhưng mà sau thì mình nghĩ lại là cũng... không ngại gì có thể chia sẻ với mọi người nên là mình nhận là đúng. Vâng, u sầu có thể được hiểu là như thế nào? U sầu thì có lẽ là do mình hay suy nghĩ nhiều vấn đề. Mình hay mỗi một vấn đề thì mình suy nghĩ rất là nhiều chiều. Và mình luôn luôn có những nghĩ ra những cái trường hợp xấu nhất để mà mình có những cái hướng giải quyết tốt nhất. Bạn đã yêu bao nhiêu người một lúc rồi ạ? Mình thì nếu mà mình đã yêu ai thì mình sẽ chỉ yêu người đấy. Và đến khi mà mình cảm thấy không yêu người đấy nữa thì mình sẽ chấm dứt mối quan hệ đấy. Và lúc đó mình mới bước sang một mối quan hệ khác. Vâng, nhưng mà tình cảm với cả ST319 thì chúng tôi nhận thấy được với riêng bạn thì đó cũng là một thứ tình cảm rất là thiêng liêng và đặc biệt đúng không? Vâng. Nó được ví như thế nào ạ? Nó được ví giống như là một người bố với những đứa con, mình nghĩ là như thế. Vâng. Tuy nhiên là không thể được như là những bố mẹ bình thường, nhưng mà mình luôn luôn cảm giác là muốn... che chở và có trách nhiệm với cuộc sống của họ. Ngoài ST319 ra thì tôi nghĩ là có nhiều niềm tự hào là những người con trong nháy nháy của Aiden trong cái quá trình hoạt động của mình cùng những thành viên trong nhóm, đó là những cá nhân hoạt động âm nhạc. Và trong thời gian gần đây thì niềm tự hào nhất đối với cả Aiden đó là bạn nào? Chắc có lẽ là Eric. Eric là một điểm tựa rất là vững chắc để bạn thử thắng xông lên, xây dựng một cái mô hình những chàng trai Việt theo cái xu hướng âm nhạc hiện đại trẻ trung. Và một tài năng thì như thế nào sẽ lọt vào mắt xanh của Aiden? Nếu mà là một tài năng về âm nhạc thì đầu tiên là giọng hát. Và bây giờ thì chúng tôi xin giới thiệu gà trong nhà nháy, tức là một người trẻ, một người mới mong muốn tìm thành công và tìm đến những ông bầu, những nhà sản xuất như thế này. Và xin mời Minion của Ghế Không Tựa ra đây ạ. Đây, để tôi sẽ dẫn đường cho Minion. Các bạn khán giả ơi, cho Midian một tràng vào tay. Rồi, Midian ngồi xuống đây. Và Midian ơi, bây giờ bạn có thể gửi một lời chào đến với Aiden cũng như là khán giả theo dõi truyền hình được không? Xin chào. Rồi, ok, xin chào rồi mọi người ơi. Chúng ta sẽ có một thử thách cho nhà sản xuất. Đó là nhà sản xuất đặt cho chúng tôi câu hỏi xem là Midian có phải là một người có tố chất hay không? Em năm nay bao nhiêu tuổi? 15 ạ. 15 tuổi, ok. Cái đó có quan trọng không? Với mỗi một lứa tuổi và một tài năng thì nó đều có một cái sự tương thông với nhau. Bởi vì nếu như với Eric, một cái giọng hát đó mà khoảng 23-24 tuổi thì cũng chỉ là một giọng hát tương đối ổn. Còn với một cậu bé mà mới chỉ có 16-17 tuổi thì mình nghĩ đấy là một giọng hát rất là ấn tượng. Rồi câu hỏi tiếp theo ạ. Thế mạnh của em là gì? Giữa hát và nhảy.
cái nào em cũng giỏi ấy, em chẳng biết cái nào giỏi hơn ạ. Mình đánh giá những người mà không hiểu rõ về bản thân là một người mà có thể mình sẽ không lựa chọn. Anh cứ hỏi như thế mà đã được đấy ạ. Anh phải hỏi, anh phải thử. Đấy là anh phải đánh giá thế thôi chứ anh đã quyết định đâu. Vâng ạ, anh hỏi tiếp đi ạ. Ok. Câu hỏi thứ ba là anh lên anh. Em thích ca sĩ nào? Em thích Eric ạ. À đây à, thích Eric giống bạn Minion nhá. Anh chà. Còn bây giờ thì bạn muốn nghe giọng hát của Minion không? Để có chứ. Vâng, chắc chắn rồi. Vâng ạ. Nhìn cái điệu bộ tay là biết ai. Với nhau tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Minion ơi, Minion có thể cho mọi người biết mặt của Minion được không? Minion. Bước vào phải là biết luôn. Hey, một lần nữa chúng ta chào đón Eric đã đến với ghế không tựa ngày hôm nay. Eric đã đến đây với một cái hình ảnh rất là đặc biệt. Nhưng tại sao bạn vẫn nhận ra Eric ạ? Nhận ra ngay từ khi bạn ấy bắt đầu ngồi xuống. Thứ nhất là mình để ý điệu bộ đi, cái dáng đi là hay như thế này. Điều thứ hai là mình để ý là hơi khép nép một chút. Nãy giờ thì bạn ấy đang rất là vất vả trong kia. Một lần nữa cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi, hợp tác với chúng tôi. Khi mà Eric đến với cả Eden và ST319 thì cái điều gì em ấp ủ trong lòng và em mong chờ là người này sẽ làm được cho em? Khi mà em nhìn thấy sự thành công mà bố Eden đã làm được cho chị Min thì em cũng mong muốn rằng là em cũng sẽ được bố Eden làm giống như chị Min. Đó là cái điều mà em mong muốn. À, hai anh em gọi nhau là bố hả? Vâng. Xưng con hả? Vâng. Cậu bé này thì còn trẻ. Thế nên là vẫn còn rất là nhiều điều mà cần phải hoàn thiện. Thành ra là khi mà gặp nhau thì 2/3 là thời gian để góp ý. Điều gì mà bạn trân trọng nhất ở người thầy, người anh, người mà bạn gọi là bố một cách vui vẻ trong công việc? Điều mà Eric mà trân trọng ở bố Eden đó là bố Eden là một người rất là giỏi, bố Eden là một người rất là sáng tạo, bố rất tình cảm nữa. Có những điều mà Eric rất là trân trọng. Vâng, và tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều mà tất cả mọi người khâm phục ở bạn chính là tìm ra những cái nhân tố như thế này, như Eric, và chúc cho bạn sẽ phát triển nhiều hơn trong tương lai nhé Eric. Em cảm ơn anh. Và trong tương lai thì không chỉ có một Eric mà còn có nhiều tài năng như thế này, đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi và thành lập thành một boy band. Trong thời gian tới thì nhóm nhạc đó khi nào sẽ ra mắt? Hiện tại theo dự định là tháng 10 năm 2016. Eric thì chính là giọng hát chính của boy band này. Trong thời gian tới chúng ta sẽ chờ đợi xem thì xem là ước vọng là 20 năm nữa tôi sẽ thay đổi nền âm nhạc Việt Nam. Nên tất cả chúng ta chờ đợi những hành động nhỏ thôi cũng là một sự thay đổi. Với những bạn đã đang và hoạt động trong gia đình, đang cố gắng từng ngày để có thể đến gần với ước mơ của mình hơn là được đứng trên sân khấu và được thể hiện, được trở thành một người nghệ sĩ thực thụ, thì hãy cố gắng, bởi vì thời gian không còn quá dài và chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn để mà có thể mang được đến những cái sản phẩm âm nhạc, những cái hình ảnh nghệ sĩ tốt nhất dành cho khán giả. Cảm ơn Eric rất là nhiều khi đã đến đây cùng với cả người anh của mình. Và lời cảm ơn sâu sắc nhất dành tặng cho Eden. Tôi cảm ơn bạn không phải chỉ vì bạn đến đây ngày hôm nay, mà cảm ơn bạn bởi vì khi nhắc đến những người trẻ đáng để tự hào trong giai đoạn này thì trong đó có bạn. Cảm ơn khán giả một lần nữa đã theo dõi ghế không tựa ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.